vị và các bạn, với lý do mưu sinh, hàng ngày có hàng trăm người dân ở hai làng Công Cung và Đắc Mút, xã Đắc Ma, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum đã bất chấp nguy hiểm, lội bùn, vượt lòng hồ thủy điện Lai Krom sang xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy để sản xuất. Việc qua lại lòng hồ thủy điện Lai Krom bằng thuyền hay bằng phà để canh tác vận chuyển nông sản đã là thói quen trong nhiều năm qua của bà con hai làng Kon Gum và Đắc Mút. Tuy nhiên, từ khi lòng hồ khô cạn do nắng hạn khiến việc đi lại bằng thuyền hoặc bằng phà phải dừng lại. Để đến được khu sản xuất bằng đường bộ, bà con phải đi hơn 60 km đường vòng khá bất tiện. Vì vậy, việc lội bùn vượt lòng hồ được người dân lựa chọn mặc dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Đi qua lại để nó gần thì biết rằng là nguy hiểm rồi, buộc phải đi. Nếu không đi thì không lấy gì ăn đâu, nương rẫy bên đó là đa số là dân làng để sinh sống bên đó. Nếu mà đi bằng đường tô thì mất thời gian tốn kém, chỉ đi được hai người thôi, còn mà đi đường tắt đây thì nó gần đi cả gia đình. Để phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, ông A Hiếu, một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi của làng Kon Gum, đã đầu tư trên 2 tỷ đồng để mua và đóng mới 3 chiếc phà như thế này. Vào thời điểm hiện tại, gia đình ông cũng phải lội bùn sang khu sản xuất do phà không thể hoạt động vì lòng hồ khô cạn. Hai làng Kon Gum và Đắc Mút, xã Đắc Ma, huyện Đắc Hà có khoảng 400 hộ dân với trên 2.400 nhân khẩu. Hơn 300 hecta nương rẫy của người dân đều ở bên kia lòng hồ Pre Krom thuộc địa bàn xã Hơ Mông, huyện Sa Thầy. Trước đây, khi chưa có công trình thủy điện, việc vượt sông qua khu sản xuất của người dân khá thuận lợi vì lòng sông hẹp. Bây giờ, vào mùa khô, lúc thủy điện tích nước thì lòng hồ mở rộng hàng ngàn cây số. Vào mùa mưa, khi thủy điện xả nước, lòng hồ trơ đáy, nhiều bồn lầy khó vượt qua. Mình đã đi là đi khó khăn lắm, đi nước cạn mà đi nguy hiểm lắm. Mình nên đi để con nâng nước, mình đi có dễ dàng vậy. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động cho bà con cảnh báo cái mức độ nguy hiểm, nhất là trong cái mùa nước cạn, để cho bà con đi lại cho nó đảm bảo an toàn. Và phía kiến nghị của xã thì đề nghị với các cấp các ngành của trên là quan tâm triển khai các cái phương án để mà xây dựng các cái công trình hạ tầng cũng như đảm bảo giao thông cho mùa mưa cho bà con đi lại cho nó đảm bảo an toàn. Việc lội bùn vượt lòng hồ Pre Krom của người dân ở đây đã diễn ra trong nhiều năm và đã có nhiều trường hợp tử vong do đuối nước xảy ra. Vì vậy, người dân ở đây rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để an toàn hơn khi... Nhận được tin báo, Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Đến 15 giờ cùng ngày, Công an đã xác định và bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Quốc Tuấn, sinh năm 1974, thường trú 41/13, Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt.